Chào các bạn, tôi là Trần Đức Thuận. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Giải Đáp Cuộc Sống. Thưa các bạn, hàng ngày chúng ta thường xuyên phải sử dụng tiền. Ngay từ khi chúng ta là một đứa trẻ biết xài tiền cho đến lúc khi chúng ta không còn sống nữa, chúng ta vẫn cứ xài tiền và giữ chữ tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của tờ tiền là như thế nào, mà trong đây ngày hôm nay tôi muốn đề cập tới là cái số seri trên tờ tiền nó có ý nghĩa gì. Tụ lại, số seri tiền á, nó có ý nghĩa như thế này, và lát tôi sẽ giải thích là tại sao nó phản ánh như thế nào. Tức là cái số seri tiền trên in trên tờ tiền á, nó cho chúng ta biết tổng số tờ tiền được in ra cho mỗi mệnh giá, ví dụ tờ 500.000 đồng này, là tổng số tiền dựa trên số seri sẽ được biết tổng số tiền mệnh giá 500.000 đồng này được in ra tương đương trên thị trường, và cũng qua đó sẽ biết được là tổng số tiền của mệnh giá 500.000 đồng trên thị trường là bao nhiêu. Nghe cho kỹ nha, các bạn nghe kỹ lại, là tổng số tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trên thị trường và tổng số tiền trên thị trường có mệnh giá 500.000 đồng đó. Rồi số seri lớn nhất của một cái mệnh giá tiền trên thị trường, nó cho biết là nhà nước đã bơm bao nhiêu tiền vào trên thị trường bằng nhiều kênh khác nhau. Ví dụ như tờ tiền 500.000 đồng nó ra đời lần đầu tiên vào năm 2003 đó. Thì trong những năm từ năm 2003 cho đến nay 2018, số seri tiền nó sẽ cho chúng ta biết Ngân hàng Nhà nước Chính phủ Việt Nam đã bơm bao nhiêu tiền mệnh giá 500.000 đồng ra thị trường. Để xác định được điều đó thì chúng ta thực hiện như sau. Tìm hiểu, bắt đầu đi vào tìm hiểu đầu như sau. Các bạn biết không, trong số seri tiền đầu dãy số bao giờ cũng là hai chữ cái này là được viết theo ký hiệu chữ Latin chứ không phải là bảng chữ cái tiếng Việt mình. Thấy các bạn, nó sẽ được viết từ trình tự theo như thế này là AA, AB, AC, vân vân cho đến AZ. Rồi BA, BS, BB, BC cho đến BZ. Rồi cứ viết như vậy cho đến lúc ZA, ZB, ZC rồi đến ZZ là hết tờ mệnh giá 500.000 đồng này. Như vậy thì với hai ký hiệu vậy thì nó sẽ có 676 cái seri tiền mệnh giá 500.000 đồng này. Rồi, tiếp theo, hai con số đầu tiên của dãy số được đếm, được tính từ mép cái hình bát hồ này cho đến ra cạnh gần nhất của tờ tiền, thì nó cho chúng ta biết tờ tiền đó được in vào năm nào. Được in vào năm nào. Vì vậy, tờ tiền 500.000 đồng này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2003 cho đến năm nay là năm 2018. Thì lấy hai số cao sau của năm á, 203 là sẽ là 03, 204 là 04. Vậy tờ tiền 500.000 đồng này chưa bao giờ được xuất hiện với số 2 ở đầu tiên của chỉ số seri nha các bạn. Nếu tờ tiền này xuất hiện số 2 đó là tiền giả, chắc chắn là tiền giả. Rồi, chỉ có 0 với 1 thôi. Nhưng mà 2 năm nữa vào 2020 thì sẽ xuất hiện số 2 nha. Đó. Rồi. 6 con số còn lại nó là số thứ tự được đánh từ 6 con số 0000 cho đến 9999. Đó. Thì như vậy sẽ có 1 triệu tờ 500.000 đồng với mỗi số seri. Ví dụ như đây là trường hợp này là QH, tờ tiền của tôi là QH. Thì tờ tiền đầu tiên của mã số seri QH, ví dụ năm 2018 năm nay luôn đi. À không, đây là 2016 chứ. Ví dụ cho vô tờ tiền luôn thì QH 2016 thì nhà nước mình in tiền ra là mã số seri là 00006 số 0 đi, rồi in cho đến con số 5555 mã số QH đầu tiên QH, thì nhà nước mình in ra là 500.000 tờ trong năm 2016. Vậy rõ ràng với cái mã số seri QH này á, nó chưa hết. Vì nó 1 triệu tờ lớn mà. Thì tới
2017 nhà nước mình không cần in tiền, tới năm 2018 nhà nước mình cảm thấy cần phải in tiền vì thâm hụt ngân sách hoặc là vì gì đó, thì tiếp tục in với mã số series này, bắt đầu mã số QH này ghi hai số đầu là 2018, phải không? Nãy tôi nói năm 2017 không cần in tiền, tới 2018 đúng không? Rồi thì sẽ số đầu tiên 2018 và tiếp theo nó là cái số 555556 tiếp theo của năm 2016 đó các bạn. Phần này để tôi giải thích lại lần nữa nha, các bạn nghe cho kịp nè. Với mã số QH lần đầu tiên của năm 2016, ví dụ QH năm 16 nhà nước mình in ra là in và phát hành đó là tiền thứ tự là 16 6 số 0 cho đến 16 500 ngàn. Đó, ví dụ vậy. Để tung ra thị trường. Rồi tới năm 2017 thì không cần thiết in tiền. Thì tới 2018 cần thiết in tiền. Nhà nước mình sẽ vẫn tiếp tục in với mã số QH này. Nhưng hai cái số đầu tiên sẽ ghi là 2018 và cái số series nó sẽ tiếp tục bắt đầu là từ 500 hồi nãy, 500 phải không? Thì bây giờ thêm số 1 cuối, 001 nha các bạn. Rồi nếu in hết cái QH có nghĩa là tới QH 999 á, 699 đến cuối á, rồi sẽ bắt đầu QH xong rồi tới là A, B, C, D, E, F, G, H, K, thì tới QK. QK lại là QK cái năm cần in tiền. Đấy, rồi tới 6 số 0. Vừa rồi á, tôi có một người bạn, tôi thì chưa có dịp sưu tầm, họ có một cái tờ tiền mã số series đầu là hai số đầu là 2018 mà cái số nó rất là lớn, chứng tỏ là vừa rồi chính phủ nhà nước mình mới bơm một lượng lớn tiền vô trong ngân khố. Thì đó yêu cầu quốc gia thôi, cái chuyện hết sức bình thường, không có gì phải lo lắng hết á. Nhưng các bạn nhớ nha, chưa bao giờ tiền polymer 500 ngàn tính thời điểm này xuất hiện đầu số 2 ở đầu. Nếu tờ xuất hiện số 2 thì đó chắc chắn là thiệt giả.